Bây giờ là xong xong rồi, người tí đi vào nhà bác ăn cơm xong về nhé. Ừ, cháu về với bà. Bà à. Ở lên cái nước xuống đi. Nước nước. Để cỡ thông thơm không? Vâng, mà. Hết năm bà. Lấy trứng xuống không? Không cần đâu bà ơi. Nước hết chưa?
rồi bà. Lập lập trứng xuống đi. Con nó có không ăn đâu bà. À? Bà ăn không? Để, ngồi đây. Đâu. Bởi vì em chết tìm bé mang. Khó biết bao nhiêu việc. Nó. Không phải là phật quên. Được không? Cẩn thận nhá. Đó đây rồi. Tiêu lên con người. Bà, con mày bà ăn cơm mà. Anh thương, có biết bao nhiêu điều con đang vấn vương, đánh giá các chi. Này. Múc thức nữa. Ôi nhít nhất một tí à. Cái đũa đẫm vào. Chân anh.